បាទនំបងធំសូមគោរពបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube Facebook ថ្ងៃថ្មីជោគជ័យសេរីមង្គលថ្មីបានថ្ងៃនេះបងធំបានមកវត្តកំពង់ត្រប់ទៀតហើយបាទស្ថិតនៅភូមិកំពង់ត្រប់ភូមិអង្គហិបស្រុកចៅឋានខេត្តទឹកចាំងនេះបងធំបងនៅខាងមាត់ព្រែកថ្ងៃនេះមកប្រទៀងក្បាច់កន្លែងនាងមកបន្តនាងក្បាច់នាងមច្ឆាកុងគីជួយនំអូននឹងទស្សនាទៀតមកដល់ឡាយពី Bạn ngày nay bong thăm bạn mo chứ ngày bong buồn những công việc chui chạy chui lại rồi sợ phải nằm vậy tự tuôn là bị đồ thay thay này hay sao mà cũng mong ơn những anh nè chứ ngày sau mà anh chơi chơi này quan cái bong thơm mà tivi và chia sẻ đam mê xin chào tất cả các bạn bong thơm mà giờ tivi có mặt ở trong công viên chùa bừng bừng chóp hết nha thuộc ấp bừng chóp xã Hiệp Huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng hiện tại nhà mình đang nhìn thấy chiếc ghe cà hầu cũng đã xong rồi này cả nhà, cũng nguyên một lớp nhôm luôn cả nhà, phần dưới này rất là đẹp ha, cũng đã vô dầu mỡ xong rồi. Để cả nhà mình ai là người mới chưa đăng ký trên kênh chia sẻ đam mê thì đăng ký ủng hộ dùm ha. Cũng Thơm TV giờ chia sẻ đam mê có hai kênh, một kênh thì nói Việt Khmer, một kênh thì nói tiếng Việt không. Mời cả nhà mình xem ha. Nếu cả nhà mình thấy hay thì cho chia sẻ đam mê một được đăng ký. Rồi gặp sư đang chỉnh sửa phần quán. Này có đập lạc đá không? Tuốt của anh. Này cho tuốt anh phạm ngay của nó. Này cắt bằng khlê à? Bằng lấy nhà lứt. À. Bài cho bài dù bây giờ này này. Hay mình dạng như đây chọn tiếp đó. Đây chọn là bà. Bà nè, à thứ cỡ bảy hún nó chặt cú. Ngắt đó mà lụp mặn cố của anh tiền cố lên đấy. Chén cầm bội cố lắm. Ú bảo bố anh. Tàu mò này. Ai lấy cái? À, ô. Ô, mà nó nãy cho anh chân. À. Mong mui. Chủ nhật thì ngày Tết thì thóc chở anh đấy. Ờ, đau lên đi cái. Chúng anh chơi bóng không chơi một đường chơi lành rung tụ tích này mà rụp hiệp và nèng con kia hơi nào hãy mời cái nhà mình tiến hành vào nhà ghé xem nàng tiên cá sư vẽ xong hay chưa và đẹp như thế nào và mời tất cả các bạn ha. Chia sẻ đam mê cũng thơm TV vào hơi sớm cái nhà hay như là chưa sư chưa có ra vẻ cái nhà còn thơm TV mò anh nó hơi có lụm với cái hành là cụ toàn trên một cụ đây lâu thì tầm nít hơi nhói này mình hơi rụp hiếp á này mình hơi nhìn tua lập ca phần này thì cái nhà mình đang nhìn thấy cũng thấy mẫu hoa văn này đó cả nhà ha. Đó, đang nhìn thấy mẫu hoa văn này nè. Đây là cái ngôi chùa Bấn Chóp ha cả nhà ha. Có địa chỉ ở Bấn Chóp A, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Nhà mình đang nhìn thấy mẫu hoa văn đó ha, đang lên rồi đó. Chưa biết hoa văn đẹp như thế nào thì chưa có biết, hiện tại tiến hành về phần đầu ghé. Chứ mình chơi mong muốn những một hàng các bạn tu lại có khinh bắc ca bàn fly nữa à ta mong muốn nữa tỏ nữa màu hoa văn rất là tươi nha, rất là đẹp luôn nha. Hiện tại thì sư cũng chưa có vẽ, đây là sư tự vẽ luôn ha cả nhà ha. Sư vẽ cũng rất là khéo tay nha, rất là đẹp ha.
phối màu, tông màu rồi nhà mình nhìn thấy rất là đẹp. Quá ok luôn. À, bây giờ tiến hành cái phần đầu ghe đó, nhìn nàng tiên cá coi xong hay chưa hết. Rồi cho đồng bộ nhân một hàng mục mua các bạn chuột mất khơi nhà rụt tiệp nàng công kia hơi nậu ô nậu mà ngay đây có củ còn toàn đã bàn cu đó để phục hình rụt tiệp tịch tới chứ này. Để thằng một cái vòng bộ khơi nó sạt đây này sạt này. Quá đẹp luôn cái nhà phần đầu. Quá dạng này là quá huyết luôn cái nhà. Đúng là có 102 này cái nhà. Đó. Rất là tươi, rất là đẹp luôn nè. Củ nó mạnh mạnh nó nám toàn khi chinh này. Chắc là cảm ơn bảy làm ông buồn chính đây. Khanh phèm thôi à. Hay. Hai bên này cũng đã có dấu hiệu thì cũng hoàn thành hết rồi nha. Chỉ còn có ra tác phẩm nữa thôi. Rụp hiệp việc kháng bằng bộ này khởi nhói này. Nên là củ cú này. Thầy năm nay còn là rụp hiệp nàng công kia. Mai là bỏ lành Maha Rum Al. Các bạn rụp hiệp trong hồn thơ nhé này. Các bạch này là mình bộ là lục nền nàng công kia. Nèo trà công kia này mai phần nằm hao ẩn lên qua dòng bên đây cũng đã gần hoàn thiện rồi nhá. Qua dòng bên đây cũng rất là đẹp nha các nhà. Đó. Cũng cho ra tác phẩm cũng gần hoàn thành rồi nè phần lượng dưới nữa, ha ta tới bằng ổn này nó rụp hiệp hàng bạc cộm lên lỏng co. Quá đẹp luôn, bên đây nó đã ngã màu ra hết anh, rất là tươi ha. Nè kia nàng cùng kia, nàng mà cha cùng kia mai là bỏ lại nha Maha Rum Al. Năm nay các bạn nó cũ men là đồ rụp hiệp mà xa tới bằng bốn này. À, đây là nàng tiên cá các nhà, tiểu sử của bên mà Tây Du Ký thì Dũng Thơm cũng không có gần lắm, cũng như chia sẻ đam mê cũng không có gần lắm các nhà. Đây là mẹ của Maha Rum Al đó các nhà. À, chuẩn bị lộ diện rồi đó các nhà mình thấy ha. Rất đẹp. Chính là mộ mơ đây nè. Mộ mơ. Khơi. Rất là đẹp đó các nhà. Hiện tại sư cũng chưa ra vẽ thì sáng nghiệp lại cập nhật trước luôn cho tất cả các bạn mình tiện theo dõi. Lầu lục cũ công toàn chinh mô đó hay mà chẳng tiếp tổng thống các bạn mà đòi mến làm bày thì chẳng rụt hiếp. Nào nè mà cha con kia chui mà bộ nhanh tu sân á này. Nếu mà bộ khơi này này. Cần này sát lời sát lắng mà bộ này. Càng ngày càng đẹp lên cái nhà mình nhìn thấy qua văn với bàn tay của sư cũng rất là khéo léo cái nhà. Phải nói là quá chỉnh quá đẹp luôn rồi đó nha. Bên đây là cũng xong hết rồi nè. Thằng này comment cái ai lệnh cái bạch. Nhìn qua quăng này là mình thấy kết hợp phối màu rồi rất là đẹp cái nhà. Phối màu quá ok luôn ha.
mình cài cái bạch trên hay để làm cho nó a tới một bên này đôi chơi rụp nếu có hơi nên là lạnh cái lạnh mình lệch bò ấy. Phần trong cái nhà mình nhìn thấy này quá đẹp luôn, dù dầu mở xong rồi mở bóng đèn lên là bóng lưỡng luôn, phải nói là bóng lưỡng luôn. Đây là chiếc ghe của nghệ nhân Chân Tùng đóng hay nhỉ, thì chiếc hàng thuốc của Danh Tùng đây, hàng thuốc Danh Tùng đây, năm mấy chị năm việc còn sôn một hay bốn cái năm bậc tỷ lệ lực thì một mũi thì có đồng sọc trăng khai thuộc trăng ở bàn bậc tàu cầm bên kia và lòng thuộc ngô hết những hơi khlen sọc khlen khai khlen sọc nè nè khai sọc trăng các bạn cho sọc sọc nè nè nó cho rùm để nằm 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 thuộc lăng tàu càng khai nè nè nó cho mà rùm lẩu có tụi mày bà mồ nó chích anh em phải hỏi cha cả học sắp ấy học sắp tu cái đại bản mà cho chứ mà cho cuột nên mình tu nòng nòng khét nó vọt lá bia tu vọt lá bay tu men sậy hăng men bỏ hàng đôi chân tụm nộp men bay tu cả nộp mỗi tụm nộp pin nên men đi đó là bay tu cả. Năm nay thì cũng là năm festival giải mở rộng lần thứ 6 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đăng cai nha. Thì ghe hiện tại là đăng ký như là trên dưới 60 cái nha. Chỉ có một chùa duy nhất là có 3 ghe, đó là tung núp thôi nha. 2 nam 1 nữ. Rồi cũng mời các tỉnh bạn về tham gia. Những ghe nào mạnh nhất của các tỉnh bạn sẽ được tỉnh mời về để bơi tham gia giải 2024 giải mở rộng lần thứ 6 tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đăng cai nha. Hiện tại đi qua dân cũng chưa thấy gì nhiều ha, cũng mới được khoảng 30% ở phần đầu ghe thôi. Ở nhà mình nhìn form tướng ghe này đừng có nói nữa, rất là đẹp ha, gục hiệp của bạch cái bộ cha tới bằng luôn tu. Mình say á, wow, tốt rồi. Đây là phần lái nha, phần lái rất là đẹp đó. Coi cái mấy nhà mình tiến hành xem nghe cái hậu tiếp tục á. Chơi mà bọn nhân theo sân tu cái hậu tích này. Nhờ bạt nhôm mình tới nói này. Bạt nhôm riêng lớp cao chứ. Ừ. Cao chứ là ở bay lớp cao chứ. Ủa bay lớp cao chứ à? Ừ. Đúng rồi, nó lót đến á. Chét đến á. À nó ngắm bay bạn lớp á nó. Đỏ nã thì đúng chét bột sắm. Ồ. Chét đỏ. Nếu mà chét lại phát phát vô bột chét mà chét sắm. Ồ. Sọp đây. Quê 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 xin ông tôn ông đấy à? Xin. Bột chét á? Ừ xin. Bay lớp mình bát mà. Kia lớp 1.400 hả? Anh ấy kề mạo với nha, chứ mạo cái. Mạo. Là bay lớp, bay lớp là mà lớp hồi nó xin hồi. Xin hồi với nha. Xin hồi. Là lớp keo à keo keo trong đó nó. Anh hả? À keo nó. Ờ anh ấy chúng tận mình tận là đi nã. Đó nè. Anh ấy tụm chét. Anh ấy tập bở chét sao nó nên tận bở. Tận bở keo là. Nên tận tận. Ừ. Chọc quá đó. Ừ. Keo quá không sao xuất đấy chứ. Ừ. Sắp tẹt á, keo đó. Ừ. Ủa, nó quay che cái thâm chua ta mà phỏng nó nè. Thâm chua phỏng nó cô đúng rồi, đừng ngáp phỏng nó rồi bập chế cả thôi. Ừ. Ừ, thảm. Tẩu á, nó cột một lớp tiết. Cột tiết, hai bên phát. Thảm. Bay lớp thảm. Ừ. Bay lớp thảm á. Tàu bay lớp thảm. À sò đi lệnh ní đúng không? Cổ phải bên bát kéo, cổ bên bát kéo. Xuống ngút bát tiết á.
quá ai cả nhà. Này còn sử dụng thêm 3 lớp keo nữa cả nhà. Này sử dụng thêm 3 lớp keo nữa cả nhà. Rất là chắc chắn luôn này, hiện tại là mới một lớp keo pha thôi. Giờ nó dính mấy con bò hồng nó nhóc luôn nè. Rồi lại mới một lớp cái màng ấy đó cả nhà. Tráng lên rồi mới quét, tráng lên rồi quét 3 lớp nữa. Rất là chắc chắn luôn, không có bị thấm luôn. Còn một lớp này là thấy ok nè, lớp mà tôn nhôm này nè. Rất là kỹ, hiện tại là đang chét cái mặt này nè. Đang chét keo cái mặt này để cho nó dán lại hết trơn nha. Dán hết trơn. Và keo bay lớp bằng luôn á, bay lớp. Nhưng mà là bạt thì sẽ là nhôm. 3 lớp keo thì quá chắc chắn luôn à. Trên này là chiếc ghe cà hâu cả nhà. Thì năm nay cũng sư chuẩn bị để đem đi thi cà hâu đẹp lôi một tiếp nữa nha, cà hâu đẹp nhất á. À, cũng các chùa có cà hâu thì cũng chuẩn bị hết rồi đó, này cũng có sửa lại hết rồi, rất là đẹp ha. Vậy thôi cũng thơm và chia sẻ đam mê cũng xin tạm dừng ha. Cũng chúc cho tất cả các bạn mình có một ngày mới thật là dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự như ý. Cũng chúc cho đội ghe ngô Bừng Chóp 2024 đạt thành tích tốt để đem về vinh quang cho bổn sốc cho nhà chùa. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye. Chừng hãy bọn thấm ở quân bọn bồn dựng ở khả năng để tù xin ăn là kênh bọn thấm thì vĩ chục chi sẽ đầy một con này hay cả chút phôi trong cái là có vật không còn phát nữa chục chi đây một con là cái năm được vĩ quân tôi phải buôn bà đã xong ở quân này xong lên sân bọn thấm bọn to video chung bọn bồn dựng tù xin ăn thêm.